cô xa quá cá săn khô. À hú này vô bà hú này vô đất khi này vô anh chơi Angelica vô anh ta rằng buồn nhất khét tăng lô cá xa tí nát thì mê xa năng anh nhân săn khô mê xa năng quá răng ê tê na sách cha quách chê na hồ tu mê cha ya măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đề hăng săn khánh cha đuôi thoát ta măng săn khê vô khá lý tô đô sô săn khô khá mà tu tăng mà măng hoàn đà mi chê tí văn sắp băng sắp bát tha nê xuất phát tích Thi tăng xa ri ri cát hà tu ma ha bồ tình bút tha ru băng sa ca lăng sa đà sam bút thề át tha vi sanh cha đoà đa sanh cha sa hát sa kê bành cha sa ta sa hát sa ni nam ma ni si ra sa a hằng tề sanh thâm anh cha sanh khánh cha a đa rê na nam ma ni hằng Namakara nu pha we na han toa sap be upat da we aneka antaraya vi vina santu ase sato sambut he pancha panya sancha chatuvi sati sahasa kaida sasata sahas sani namani sirasa aham te sang Tham anh cha sang khanh cha a đa re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha we na han toa sap be upat na we a ne ca an ta ra ya vi vi na san tu a se sa to sam bút thầy na bút ta ra sa thầy áp sa chát ta li sa sa hát sa kê vi sa ti sa ta sa hát sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang thâm anh cha sang khanh cha a đa rê na na ma ni hằng na ma ca ra nu pha quê na hàn toa sắp bê upat đa quê a nê ca an ta ra ya Tiwi na san tu a se sa to sat de purat ti ma ya di sa ya sat ta a we ra su khi hon tu sat de purat ti ma ya nu di sa ya sat ta a we ra su khi hon tu sat de đăng khi na ya di sa ya sat ta a we ra su khi hon tu sat de đắc khi na ya nu đi xa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp để bắt chi ma ya đi xa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp để bắt chi ma ya nu đi xa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp để út ta ra ya đi xa ya sát ta A quê ra su khi hòn tu sắp để út ta ra ya nu đi xa ya sát ta A quê ra su khi hòn tu sắp để út ta ri ma ya đi xa ya sát ta A quê ra su khi hòn tu sắp để hết thì ma ya đi xa ya sát ta A quê ra su khi hòn tu sắp bê sát ta a quê ra hồn tu su ki ta hồn tu nít đúc kha hồn tu áp cha bắt cha hồn tu a ni kha hồn tu đi kha yu ka hồn tu a rô ga hồn tu sam bắt tì hi sa mít chan tu su ki áp ta năng pa ri ha ran tu đúc kha bắt ta cha nít đúc kha pha giáp bát ta chân ni pha giá số cáp bát ta chân ni số ca hồn tu sắp để pi pa ni no
akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale sa thú. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã tụng đọc xong, chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con. Kính thỉnh sư ạ. Và con kính đảnh lễ sư ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Mạng ạ. Nam mô Sang Khai ạ. Xin chào. Recording in progress. Các học viên. Và trước khi nghe bài giảng thì ta đọc phần bài học mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Thầy sư sẽ đọc trước rồi mà các tử học viên chúng ta đi giơ tay lên để chúng ta đọc bài. 23 nhị đề 23 thana kusarata cha athana kusarata cha, thiền xảo về vị trí và thiền xảo về phi vị trí. 24 achavo cha matavo cha, chánh trực và nhu thuận. 25 khanti cha sorachanh cha, nhẫn nại và nghiêm tịnh. 26 sa khát lý danh chá pati san tha rô chá, cam ngôn và tiếp đãi. 27 in tri dê su agutta đoà ra ta chá phu chá nê amat tanh nhu ta chá, không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thực. 28 in tri dê su Guta đoà ra ta chát, phù cha nê mắt thanh ta chát, phòng hộ môn quyền và tiết độ Phật thực. Bây giờ mỗi một người, chúng ta sẽ đọc đọc hai trang, ha, một trang cũ, một trang mới. Giờ ai đọc được thì chúng ta giơ tay lên để chúng ta tập đọc. Thưa sư, không có thấy màn hình sư. Chưa thấy màn hình nè, đang chia thấy sẻ mà con không thấy. Tại mạng mình yếu á. Yeah. Rồi, ai đọc được chút giơ tay lên đây, cô Phúc Chiên mời lớp đọc bài giúp xem. Dạ. Chào con. Mời Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài. Apati kusalata cha, apati vutha Nakusalata cha, thiện xảo về tội và thiện xảo về sắc tội. Samapatti kusalata cha, samapatti vutthana kusalata cha, thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Thatu kusalata cha, manasikara kusalata cha, thiện xảo về giới và thiện xảo về tác ý. 22. Ayatana kusalata cha, paticca samuppada Samuppada kusalata cha, thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tu sinh. Hai ba
Thana kusalata cha Athana kusalata cha thị xảo về vị trí và thị xảo về phi vị trí. 24. Achavo cha madavo cha chánh trực và nhu thuận. 25. Khanti cha sora chan cha nhẫn nại và nghiêm tịnh. 26. Sakhaliyan cha patisantaro cha cam ngô và tiếp đãi. 27. Iriyesu aguta dharata cha phochane amatanyuta cha không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thật. 28. Iriyesu guta dharata cha phochane amatanyuta cha phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thật. Nhớ sư sân cho nó. Xin mời học viên Hồng Mai ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Số 19. Apatikusalata cha apativutthana kusalata cha thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. 20. Samapatikusalata cha samapativutthana kusalata cha thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. 21. Thattukusalata cha manasikara kusalata cha thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. 22. Ayatana kusalata cha patichasamuppada kusalata cha thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Hai mươi ba thana kusalata cha athana kusalata cha thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí. 24. Achavo cha madavo cha chánh trực và nhu thuận. 25. Khanti cha so rách chanh cha nhẫn nại và nghiêm tịnh. 26. Sa khan danh cha patisam taro cha cam ngôn và tiếp đãi. 27. Indriyesu agutadwa ratta cha pho chane amattang yuta cha không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thực. 28. Indriyesu agutadwa ratta cha pho chane amattang yuta cha phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Dạ thưa sư, con đã đọc xong rồi. Dạ xin mời học viên Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Câu 19. Abatik kusalata cha abati abati vuthana kusalata cha thiện xảo về tội và thiện xảo về xúc tội. Câu 20. Sama bhakti kusalata kusalata cha sama bhakti vuthana kusalata cha thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. Câu 21. Tha tú kusalata cha mana sikara kusalata cha thiện xảo về giới và thiện xảo về tác ý. Câu 22. A giá tá ná cú sa lá tà chá bá tích chá sa mức bà đá cú sa lá tà chá thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Câu 23. Thà ná cú sa lá tà chá ác thà ná cú sa lá tà chá thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí. Câu 24. Ác chá vô chá mắt đa vô chá chánh trực và nhu thuận. Câu 25. Khăn tí chá sô rắc chan chá nhẫn nại và nghiêm tịnh. Câu 26. Sa khan chan gia chá bát tí sang tha rô chá cam ngôn và tiếp đãi. Câu 27. In kri giê su agut ta đoa ra ta chá phô cha nê amắc tan nhu ta chá không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thực. Câu 28. In kri giê su guta đoa ra ta chá phô cha nê mắc tan nhu ta chá phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Dạ bạch sư, con đã đọc xong ạ. Câu số cái nhị đề số 26 đó, cái chữ đó là sa khát là dành chá sa khát là dành chá, cái chữ lá đó ghép với cái chữ giác ở phía sau. Sa khát dành chá, sa khát dành chá,
Dạ, cảm ơn sư. Dạ, xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc bài. Câu số 19. Thiện xảo. Câu 21. Thà túc cú sá la tà chá manasika. Thiện xảo về giới, thiện xảo về tác ý. Câu 22. Ayatana cú tà tà tích chá sa sa múc bà đá cú sá la tà chá. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về tương sinh. Không nghe cô Bảo ơi. Dạ thưa sư đẩy lên tiếp giùm con. Cô đọc không 24. Nghe. 24. Achavocha matdavocha chánh trực và nhu thuận. Câu 25. Khăn tí chá, sô rách chanh chá, nhẫn nại và nghiêm tịnh. Sa khá lý danh chá, bác tí sanh tha rô chá, cam ngôn và tiếp đãi. Câu 27. Yên rí dê sú, a quýt tá đoà rá ta chá, bồ chá nề, á mát tay nhú, nhú ta chá, không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thực. Câu 28. In rí giê xú, gút tá đoà rá ta chá, hồ chá nề, mát tành nhú ta chá, phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Bạch sư con đọc xong mà. Dạ, xin mời học viên Phạm Thịnh Thảo. Dạ. Dạ, thưa sư con xin đọc bài ạ. Câu số 19. Abatti kusala ta chá. Abatti kuthana kusala ta chá. Thiện xảo về tội và thiện xảo về xuất tội. Samma batti kusala ta chá. Samma batti kuthana kusala ta chá. Thiện xảo về nhập định và thiện xảo về xuất định. Câu 21. Tha tú kusala ta chá. Manasikara kusalata chá, thiện xảo về giới và thiện xảo về tác ý. Câu số 22. Ajatana kusalata chá. Patichcha sammuppada kusalata chá, thiện xảo về xứ và thiện xảo về y tương sinh. Dạ bạch sư, đầy màn hình giúp con. Câu số 23. Thana kusalata chá. Ethana kusalata chá, thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí. Câu số 24. Echavo chá, nakdavo chá, chánh trực và nhu thuận. Câu số 25. Khanti chá, so rách chanh chá, nhẫn nại và nghiêm tịnh. Câu số 26. Sakhali danh chá, patisamtha ro chá, cam ngôn và tiếp đãi. Câu số 27. Injize su, avut ta đoà rất ta chá, phô chân nề, amat tanh du ta chá, không phòng hộ môn quyền và không tiết độ vật thực. Câu số 28. In di dê sú, cút ta đoà rất ta chá, phô chân nề, mắt tanh du ta chá, phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Dạ, bạch sư con đã đọc xong. Xin mời học viên Tiên Mã. Dạ, yeah. Kính thưa nữ sư, con chờ cả lớp, nhận xin đọc bài. Dạ, yeah, thưa sư, kế xuống con. Dạ, yeah, sư ơi, kế xuống con, đây đọc câu 23 hả sư?
Câu 19. Dạ, câu 19. Apatti kusala tajya apatti uthana kusala tajya, thiền xảo về tội và thiền xảo về súc tội. 20. Samapatti kusala tajya samapatti uthana kusala tajya, thiền xảo về nhập định và thiền xảo về súc định. Câu 21. Thetu kusala tajya manasikara kusala tajya, thiền xảo về giới và thiền xảo về tác ý. Câu 22. Ayatana kusala tajya paticca samuppada kusala tajya, thiền xảo về xứ và thiền xảo về y tương sinh. Yeah. Sư kêu giúp lên con. Dạ thưa sư, màn hình kéo lên nhìn con. Dạ, câu 23. Thana kusala tajya athana kusala tajya, thiện xảo về vị trí và thiện xảo về phi vị trí. Câu 24. Atravocha maddavocha chánh trực và du thuận. Câu 25. Khanti cha ro so rắc chân cha, nhẫn nại và nghiêm tịnh. Câu 26. Sa khan danh chá bát tí sinh tha rô chá, kèm ngôn và tiếp đãi. Câu 27. Indri giê xú agut ta đò ra ta chá phô chá nê amat tình nhú ta chá, không phòng hộ muôn quyền và không tiếp độ vật thực. Câu 28. Indri giê xú agut ta đò ra ta chá phô chá nê mắt tình nhú ta ché, phòng hộ muôn quyền và tiếp độ vật thực. Dạ thầy sư, con đã đọc xong, con cảm ơn. Xin mời học viên Quang Thanh ạ. Dạ thầy sư, khi đọc bài Abhattikusalata cha Abhattikusana kusalata cha, thiền xảo về tội, thiền xảo về chất tội. 20. Samabhattikusalatacca samabhattikusalatacca, thiền xảo về nhập định và thiền xảo về xuất định. Câu 21. Hatukusalatacca manasik ra kusala ta cha, thiền xảo về giới, thiền xảo về tác ý. 22. Aratana kusala ta cha patticca samuppada kusala ta cha, thiền xảo về xứ, thiền xảo về ý tương sinh. Câu 23. Thana kusala ta cha at thana kusala ta cha, thiện trí về thiện, thiện trí và thiện xảo về phi vị trí. Câu 24. Accha vô cha madda vô cha, chính trực và nhu thuận. Câu 25. Thành ti so rắc chành cha, nhẫn nại và nghiêm tịnh. 26. Sa thần dành cha bati bati san tha ro cha, cam ngôn và tiếp đãi. Câu 27. Indre su akuta đoà sata cha po cha ne an amat tành yuta cha, không phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Câu 28. Indre su putta đoà ra ta cha phổ cha nề mạnh mát tành nhu tà cha, phòng hộ môn quyền và tiết độ vật thực. Dạ thưa sư, con đã đọc xong. Dạ thưa sư, các học viên đã đọc xong bài. À,
Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bài học tiếp ha, phần bài học tiếp. Rồi giờ hôm nay chúng ta sẽ học nhị đề số 25-26 25 thì mình có hai câu pháp, đó là câu pháp số 49-50, đó là khanh ti chá, sô rách chanh chá, nhẫn nại và nhiêm tình. Câu nhị đề số 26 thì có câu pháp số 51-52, sa khá lê yên chá, tí san tha rô chá, cam ngôn và tiếp nại. Giờ chúng ta lật ra cái phần giải thích ở trong chánh tạng để xem coi cái nhị đề số 25 trước đi ha. Nhị đề số 25 sẽ giải thích như thế nào. Giờ ai có sách sẵn mình lật cho sư trang 345 ở mục 860 mình đọc phần giải thích về nhị đề số 25 giúp sư. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Rồi. Ở đây thế nào là nhẫn nại? Pháp là sự chịu đựng, thái độ nhịn nhục, sự nhận chịu, sự không hung dữ, sự không thô lỗ, tâm hoan hỷ. Đây được gọi là nhẫn nại. Ở đây thế nào là nghiêm tịnh? Pháp là sự không vi phạm thuộc về thân, sự không vi phạm thuộc về khẩu. Sự không vi phạm thuộc về thân khẩu. Đây được gọi là nghiêm tịnh. Tất cả giới thu thúc đều là nghiêm tịnh. Sư con đọc xong rồi ạ. À, cảm ơn. Giờ nói lại một tí. Cái đó là phần giải thích trong chánh tạng. Giờ nói lại một tí cái phần cái đoạn kinh mà các tử nói cứ nói trùng trùng mà mình tìm không thấy. Thì thật ra tại mình đọc không kỹ chứ sư xem lướt qua ở phần trên cái phần đầu này, thật ra cái đoạn kinh này được đề cập rất nhiều. Ví dụ như là ở trang 28 mình có cái đoạn để mình lắp lại cho cái đoạn trùng đó. Ví dụ anh đi ví dụ ở phía sau, cái đoạn phía sau mà cái đoạn mình biết là trùng, ở trang 344 mình có cái đoạn là bây giờ chỗ mục 857 thì ở đây thế nào là thiện xảo về xứ, tức là 12 xứ là nhãn nhĩ tỷ tỷ thân gì đó. Rồi cuối cùng đó là pháp là trí hiểu rành mạch về xứ của các xứ ấy, hiểu rõ trùng vô si trạch pháp chánh kiến. Đây được gọi là thiện xảo về xứ. Thì cái đoạn mà trùng đó chúng ta thấy là ví dụ như ở đoạn 20 ở trang 28 ở đoạn 31 thì có biết cái đoạn đó nè, nhiều đoạn lắm nhưng mà tại mình không đọc kỹ hoặc là mình không hiểu. Trong khi ấy pháp là trí hiểu, nó bắt đầu chỗ này, trí hiểu, hiểu rõ, lựa chọn, cân nhắc, trạch pháp, tham khảo, phân định, khảo sát, thông thái, rành mạch, khôn ngoan, sáng suốt, suy xét, nghiên cứu, minh mẫn, mẫn tiệp, hồi quang, quán minh, tỉnh giác, sắc sảo, tuệ là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ như vũ khí, tuệ như lâu đài, tuệ như ánh sáng, tuệ như hào quang, tuệ như ngọn đèn, tuệ như bảo vật, vô si, nó tái chữ vô si nè, vô si trạch pháp chánh kiến. Nó là cái đoạn mà mình đọc hôm nay mình nói trùng trùng mà mình tìm nó không thấy, không biết nó đâu. Là phần đó là giải thích về trí tuệ, các từ ngữ mà giải thích về trí tuệ được trình bày ở nhiều cái góc độ khác nhau, nhiều lắm. Cái phần này trước khi mà sử dụng cái chữ trùng trùng này là ở đây có nhiều đoạn như vậy,
Rồi, cái đó là cái phần trùng trùng mà mình cứ nói là mình tìm không thấy nhiều lắm. Nếu mà các tử mình đọc kỹ sau khi mình sẽ cho cái xem lại cái đoạn này rồi các tử mình cứ đọc ở trong đây thì nó rất là nhiều. Nhiều đoạn được lặp lại như vậy, cho nên đến khi phần cuối này ta chỉ để là trùng trùng thôi, tại nó có nhiều đó mà nói hoài. Rồi bây giờ mình học nghe giảng phần nhị đề số 25 ha. Thì nhị đề số 25 mình nãy mình ở trong chánh tạng giải thích cho mình ở đây là nhẫn nại. Nhẫn nại là gì? Nhẫn nại ở đây đó là sự chịu đựng, thái độ nhịn nhục, sự nhẫn chịu, sự không hung dữ, sự không thô lỗ, tâm hoan hỷ. Để ý cái nhẫn nại ở đây nó là tâm hoan hỷ. Nhẫn nại ở đây nó là tâm hoan hỷ. Chứ mình không phải là nhẫn nại mà tâm bức xúc. Không phải vậy, cái đó nó không phải nhẫn nại. Cái đó là cái cách mà mình dồn ép bằng cái tâm sân. Cái đó nó không phải là nhẫn nại. Tại cái nhẫn nại á, trong trường hợp này á, người tu tập nhẫn nại á, là tu tập với là cái nó có cái tâm xả. Tâm xả không có oan trái, không có buộc oan trái, không để cái dồn nén bởi tâm sân. Tại vì khi mà mình cố gắng chịu đựng, nó để ý mình cố gắng chịu đựng vì một cái vấn đề gì đó làm cho mình bức xúc với tâm sân và mình đè nén, đến một lúc nào đó nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Một đó là mình sẽ bị bệnh, tức là bị stress, bị căng thẳng, tại do cái tâm bất thiện mình chất chứa nó quá lâu ngày. Thứ hai đó là nó sẽ bung ra, và đến khi bung ra thì mình sẽ không còn kiềm chế nổi, lúc đó là phải chửi mắng hoặc là đánh đập, dùng tay dùng chân. Những trường hợp này chúng ta gặp rất nhiều, nhất là trong gia đình. Thí dụ như trường hợp người chồng với người vợ, thí dụ như là người chồng nói người vợ nhiều lần, hoặc người hay là người vợ nói người chồng nhiều lần và cứ cố gắng nhịn để cho nó bỏ qua, mà nhịn đó là nhịn với tâm sân, dồn nén với tâm sân, thì đến một lúc nào đó mà không thể chịu nổi thì lập tức là sao? Dùng hành động thô lỗ bằng thân hoặc là lời nói đáp lại. Và những trường hợp này chúng ta cũng thường thấy xảy ra, đó là nhiều khi đến khi mà không kiềm chế được, đó là nó gây ra cái án mạng cũng có. Thật ra trong trường hợp đó nó không phải là nhẫn nại. Nó không phải nhẫn nại mà đó là sự dồn nén. Còn nhẫn nại đó là sự tu tập với tại nhẫn nại nó là dạng tâm thiện, có sự xả bỏ bằng cách suy xét. Ví dụ như tại sao mình bị người ta nói như vậy, bị người ta khiển trách trách như vậy, hay là tại sao mình sống ở trong cái môi trường như vậy. Thì ở trong liên quan đến nhẫn nại á, thì ở trong bài kinh số 2, kinh tất cả các lậu hoặc Sapa Sawa số 8, bài kinh đó trình bày về 7 phương pháp đoạn trừ các lậu hoặc. Thì ở trong 7 phương pháp đó mình có một cái phương pháp đó là bằng cách là nhẫn nại, đoạn trừ các lậu hoặc bằng cách nhẫn nại. Thì cái nhẫn nại đó nó có là ví dụ như là nhẫn nại với thời tiết. Ví dụ như là khi mà thời tiết nóng quá, lạnh quá, nhưng mà trong lúc mình làm việc mà thời tiết nóng quá mà nó chưa đến giờ nghỉ theo cái quy định, thì mình cũng cố gắng để mình vượt qua nó. Hoặc là thời tiết lạnh quá mà công việc đó là mình phải làm, thì mình cũng cố gắng để vượt qua nó. Để nó liên quan đến thời tiết đó, tại cái bài kinh này thì Đức Phật ngày dạy đó là để đoạn trừ các lậu hoặc. Thì ngày xưa các tỳ kheo sau khi mà tu xuất gia xong, phần lớn là vào ở trong rừng, ở đồi núi,
Dạ. Thì ở đồi núi nhiều khi lúc mà trời nóng thì trời cũng rất là nóng, nhưng mà đến khi lạnh thì cũng rất là lạnh. Thì ở trong những trường hợp như vậy mà người tu tập hoặc là các vị tỳ kheo mà không có sự nhẫn nại thì mình dễ bỏ cuộc. Dễ bỏ cuộc. Nhất là các vị tỳ kheo ở trong thời đó đều là những phần lớn là những vương tôn khổng tử mà ra đi xuất gia. Thì đòi hỏi phải có rất nhiều sự nhẫn nại thì mới có thể tu tập được. Và trong cuộc sống của mình cũng vậy, bên cạnh thời tiết thì mình còn có thí dụ vật thực ăn uống. Vật thực ăn uống, nếu mình không có sự nhẫn nại, không có sự chịu đựng là mình không có tu tập được. Thí dụ như là mình là hành giả, là người Việt Nam mà chúng ta qua Myanmar mình tu tập chẳng hạn, vật thực ăn uống là nếu mà so với ở tại cái nơi mình đang sống thì nó rất khó, nó không có hợp với mình. Thì trong trường hợp như vậy mà vị hành giả không có sự nhẫn nại thì chúng ta không thể ở lại để tu tập được. Hoặc là nhẫn nại bởi cái sự khiển trách, sự rầy la, trách mắng hoặc là chửi rủa từ người khác. Dạ, những trường hợp này á, ở trong cuộc sống của mình thì mình gặp rất nhiều. Không có công việc gì mà mình không bị người ta khiển trách. Dạ, ít nhiều thôi. Ít nhiều thôi, nhưng mà không có, hãy mình làm thì mình chắc chắn mình có sai. Ít nhiều thì nó đòi hỏi mình đó là phải có sự nhẫn nại để mình vượt qua cái khó khăn đó. Trong bài kinh số 145, bài kinh giáo giới ngày Puna là Puno Vadasutta, trong bài kinh đó chúng ta thấy là ngày Puna, ngày cố gắng, ngày vượt qua cái nghịch cảnh bằng cái sự nhẫn nại, đó là khi mà ngài đi đến xin với Đức Phật, đi đến an cư mùa mưa ở tại xứ Suna Paranta, thì Đức Phật ngài nói sao? Ông đi đó ông có chịu nói hay không? Người dân ở tại đó họ rất là hung dữ. Nếu mà ông đi đến đó là người dân họ có thể là chửi mắng ông. Thì ngài nói là nếu mà họ chỉ chửi mắng con không thì vẫn tốt, thì họ không có đánh đập con. Rồi Đức Phật nói là nếu mà ông đi đến đó mà họ đánh đập ông thì sao? Thì họ chỉ đánh đập con thôi mà họ không phải giết con thì họ vẫn là tốt. Và rồi cái cuối cùng đó là nếu mà họ giết ông thì sao? Thì ngài mới nói là người khác khi mà người ta muốn tự tử thì người ta phải đi tìm dao, tìm kiếm, tìm cây, tìm gậy gì đó để giết mình, để tự tử. Còn bây giờ thì con không cần phải làm như vậy mà có họ giúp đỡ cho mình. Thì khi mà ngài Punna ngài nói như vậy xong là Đức Phật ngài nói là xa thuốc sở thuốc lâm hai, như vậy thì ông có thể đi đến cái xứ Suna Paranta để tu tập. Và trong cái mùa hè đó, ngài Punna khi mà ngài đi đến xứ đó tu tập, do cái nhẫn nại đó mà ngài cũng đã chứng đắc được thành quả. Thì đó là cái liên quan đến nhẫn nại. Ở trong một cái bài kinh khác như là bài kinh Cu Rừng thì phải, bài kinh Cu Rừng số 17 trong Trung Bộ, thì trong bài kinh đó Phật ngài cũng đưa ra cái bốn trường hợp mà vị tỳ kheo nên ở hoặc là nên đi. Thì trong bốn trường hợp đó, mình có trường hợp đó là ở trú xứ mà có được vật thực, tức là có được các vật dụng đầy đủ nhưng mà tu tập không tiến bộ, thì đó là trú xứ phải bỏ đi. Rồi không có được đầy đủ bốn món vật dụng, rồi cũng không tu tập, cũng không có được tiến bộ,
thì cái trú xứ đó là lập tức phải ra đi ở trong ngày hôm đó. Thứ ba đó là trú xứ mà có không có, tức là các vật dụng kiếm được khó khăn nhưng mà tu tập thì có tiến bộ, thì Đức Phật ngài nói là ở trong trường hợp như vậy mà vị tỳ kheo nên nỗ lực cố gắng, tức là có sự nhẫn nại ở lại tại đó để tu tập. Và cái trường hợp thứ ba, thứ tư đó là tức là các vật dụng đầy đủ và tu tập cũng được tiến bộ. Thì cái trường hợp thứ tư này là thật ra trường hợp thứ tư là trường hợp đặc biệt, chúng ta khó có được. Thường là gì? Có được cái này mất cái kia. Ví dụ như là ở những trú xứ mà có nhiều đầy đủ về các vật dụng là thường việc tu tập rất là yếu. Hoặc là những trú xứ mà có sự tu tập tốt là thường nó bị thiếu thốn về các vật dụng, là thường nó hay bị như vậy. Yeah, ít khi nào mình có được cả hai. Thì Đức Phật ngài mới nói là vì cái việc tu tập làm cho thiện pháp tăng trưởng, cái đó là nó cái quan trọng. Yeah. Cho nên nếu mà vị tỳ kheo ở trong cái trú xứ nào mà tu tập thiện pháp được phát triển ra, nhưng mà các vật dụng thì dù có chút ít khó khăn thì vị tỳ kheo cũng phải nhẫn nại ở lại cái trú xứ đó đem tu tập. Yeah. Thì đó là cái liên quan đến cái nhẫn nại, sự chịu đựng bởi thời tiết nóng lạnh, bởi sự vật thực ăn uống không thích hợp, hoặc là sự chửi rủa, mắng nhiếc từ người khác, ngay cả trong đời sống hàng ngày của mình, trong tu tập cần phải có sự nhẫn nại. Và ở trong 38 pháp hạnh phúc thì chúng ta cũng thấy là trong đó nó cũng có một pháp đó là khanh tí, tức là sự mình có một cái bài kệ khanh tí chá so quá chá sa ta đó, tức là một sự nhẫn nhục, hai nết hạnh người dễ dài, ba nết hạnh được thấy các bậc sa môn, bốn nết hạnh biện luận về Phật pháp. Là mình cũng có một bài kệ mà trong đó mình cũng có cái pháp nhẫn nại là pháp đem lại hạnh phúc cho người tu tập. Hoặc là trong 10 pháp ba mi, 10 pháp ba mạch, thì chúng ta thấy là trong đó mình cũng có nhẫn nại. Thì cái này cho chúng ta thấy là nhẫn nại là một trong những pháp tu tập khá quan trọng mà trong người tu tập không thể thiếu. Và trong đời sống của mình á, mình cũng cần sử dụng cái pháp nhẫn nại này để mình vượt qua những khó khăn Thưa sư, cho chân thấy con thấy mình cái cha trong bắp bây giờ mới có chữ nè, nãy giờ mới chữ gì hết. Về chi pháp á, vì nhẫn nại á, nhẫn nại á là sự nhẫn chịu nhưng mà với tâm hoan hỷ làm cho thiện pháp tăng trưởng. Cho nên cái nhẫn nại ở đây khi mình có mặt thì nó chỉ có mặt trong tâm thiện. Nói như vậy để chúng ta để ý đó là cái gì đó mà mình cố gắng mình chịu đựng mà với tâm rai rứt khó chịu thì chúng ta biết là cái đó nó không phải nhẫn nại mà đó là sự dồn nén bởi tâm sân. Để chúng ta phân biệt nó, một cái là thiện, một cái là bất thiện. Và là ở tám tâm đại tố, rồi có tâm sở vô sân hướng đạo, tức là khi mà tâm đại thiện, tâm đại tố này nó sanh khởi thì nó có các tâm sở tịnh hảo cùng sanh với nó. Nhưng mà trong trường hợp này nó giống như là tâm sở vô sân là người đóng vai trò quan trọng. Có tâm sở vô sân là nó đóng vai trò quan trọng. Rồi với 38 tâm sở phối hợp. Câu pháp số 40.
lỗi, ở pháp số 50 là nghiêm tịnh. Thì nghiêm tịnh mình nghe ở trong trong nhân tạng giải thích nãy cho mình là gì? Nghiêm tịnh tức là sự không vi phạm thuộc về thân, sự không vi phạm thuộc về khẩu, không vi phạm thuộc về thân hoặc khẩu. Khi mà chúng ta đọc như vậy á, thì lập tức chúng ta sẽ hiểu là ngay đó là không nghiêm tịnh ở đây là nó liên quan đến giới. Liên quan đến giới. Giới là gì? Giới đó là sự phòng hộ thân hoặc khẩu. Là sự phòng hộ thân hoặc khẩu. Thân hoặc khẩu. Thì phòng hộ thân hoặc khẩu ở đây đó tức là liên quan đến thân thiền hạnh. Đến ba thiền hạnh mà trong đó là cơ bản đó là thân thiền hạnh và ý thiền hạnh, khẩu thiền hạnh. Còn ý thì không được đề cập ở trong trường hợp này. Lý do mà ý không được đề cập ở trong giới á, thực ra có ý hỗ trợ, nhưng mà bây giờ nó có ở trong các điều giới á, có những điều giới là dù có cố ý hay là không cố ý thì khi vi phạm thì vẫn là vi phạm. Cho nên thường nói đến giới á, hoặc là nếu mà có ý mà không có thân không có khẩu á, có những trường hợp đó là nó không có vi phạm. Trong giới là vậy. Phần là gì đó bà? Cho nên khi mà nói về giới thường chỉ đề cập đến hai trường hợp, một là thân hay là khẩu. Một là thân hay là khẩu. Thì thứ nhất là nói về không vi phạm về thân ở đây tức là cái người đó là có thân thiền hạnh. Thân thiền hạnh là gì? Thân thiền hạnh tức là thân không làm hành động ác bằng thân, như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, và tất cả các hành động thiện nào được thực hiện bằng thân ở trong đời sống của mình thì người ta gọi là thân thiền hạnh và không vi phạm bằng thân. Thứ hai đó là khẩu thiền hạnh. Khẩu thiền hạnh ở đây đó là tức là những hành động thiện được làm bằng lời nói. Được làm bằng lời nói. Là thường là chúng ta nói về thân thiền hạnh đó, thì đó là không nói dối, không nói lời độc ác, tức là nói tâm sân hận, rồi không nói lời chia rẽ, không nói lời không có lợi ích. Và tất cả các hành động thiện khác, nói chung là nó liên quan đến lời nói, nó được kể vào đó là khẩu thiền hạnh. Ví dụ như là mình nói trong tí nữa mình có học chỗ cam ngôn, nó liên quan đến lời nói thuộc về thiện ngôn. Thì trong đó nó có năm chi phần, đó là nói chân thật, nói hợp thời, nói dịu ngọt, nói có lợi ích, rồi nói với tâm từ bi và nói có lợi ích. Thì chúng ta thấy là những lời nói như vậy nó cũng được liệt kê vào trường hợp đó là khẩu thiền hạnh. Nói chung những lời nói nào mà liên quan là thiện, nhằm mà giúp người nghe thực hành theo, đem lại lợi ích, đem lại lợi ích, có thể đó là lợi ích trong hiện tại thuộc về hiệp thế, hoặc là lợi ích thuộc về siêu thế, tức là liên quan đến những lợi ích ở trong đời sống hàng ngày thông thường của mình, rồi cao hơn đó là lợi ích mà liên quan đến đời sống tu tập, đưa đến sự giải thoát, sự giải thoát. Còn ý thiền hạnh thì cái phần này nói thêm ý thiền hạnh ở trong trường hợp này đó là không tham lam, không sân hận và có chánh kiến, thì gọi là ý thiền hạnh. Thì như vậy thì chữ nghiêm tịnh ở trong trường hợp này á,
là đề cập đến giới, mà trong đó là liên quan đến hành động thiện bằng thân, mà hành động thiện bằng bằng lời nói, động thiện bằng lời nói. Thì chúng ta thấy là những hành động bên ngoài á, mình thấy là những việc làm đó được làm bằng thân hoặc là được làm bằng khẩu. Nhưng khi mà học với diệu pháp thì chúng ta thấy là sao? Mặc dù là hành động nó được làm bằng thân hay bằng khẩu, nhưng mà nó được điều khiển, nó là bởi tâm thiện đối với người phàm phu và bậc thánh hữu học. Còn đối với bậc thánh A-la-hán thì nó được điều khiển được điều khiển bởi được làm bằng tâm đại tố. Được làm bằng tâm đại tố. Ở trong lộ trình tâm đắc đạo, đắc đạo thì đó là tám tâm, mình có tám tâm siêu thế làm cái công việc đó, tám tâm siêu thế làm cái công việc đó. Thì khi mà học cái phần này á, thì nếu mà chúng ta hiểu sâu một tí thì chúng ta sẽ phân biệt được để mình loại bỏ được cái tâm tham tà kiến á. Tâm tham tà kiến này thường sao, mỗi một lần mà mình làm một cái thiện sự gì đó thì mình thường suy nghĩ là cái gì, là cái này là ta làm, là mình làm, người A làm, người B làm. Thật là cái ta làm, người A làm, người B làm á, thật ra cái đó nó không có sai, cái đó là nó dùng theo cái chế định, dùng theo cái chế định. Nhưng mà thường khi dùng theo chế định xong á, mình bị trói buộc bởi cái chế định đó, dính mắc ở trong cái chế định đó, cho nên nó mới trở thành đó là cái tâm tham tà kiến, cho rằng đó là có ta làm, có người A, có người B làm. Nhưng mà thật chất là sao? Một hành động thiện được thực hiện thì nó được thực hiện bởi tám tâm đại thiện đối với người phàm phu và bậc thánh hữu học. Còn đối với bậc thánh A-la-hán đó là tám tâm đại tố. Và tại cái hành động thiện này nó liên quan đến giới, cho nên nó có các tâm sở với phần, là cái phần quan trọng, cái phần quan trọng. Các tâm sở khác thì nó vẫn có mặt, nhưng mà ba anh này là ba anh chính, liên quan đến tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì đó là cái phần. Và khi mà mình hiểu như vậy rồi á, mỗi lần các tử làm được cái thiền sự gì á, là mình ít bị tâm tham chi phối lắm, tâm tham đạt kiến chi phối lắm. Còn không thì làm phước thì mình có phước, nhưng mà bên cạnh cái phước đó là mình cũng bị tâm tham tà kiến nó chi phối kinh khủng. Và đó cũng là lý do tại sao mình vẫn thấy mình làm phước, nhưng cái đời sống luân hồi mình nó vẫn không có cái phần kết thúc. Là vì sau cái phước đó, hoặc là ngay trong lúc mình làm phước đó, sau cái tâm thiện là hàng loạt các tâm tham tà kiến nó sanh khởi. Và vì tâm tham tà kiến sanh khởi á, cho nên lúc đó chỉ cần ai nói gì một cái mà không đúng theo ý của mình làm dặn lên thì nó lại thêm tâm sân nữa. Cho nên dù mình làm thiện nhưng mà cái đời sống luân hồi mình nó không có kết thúc, vì mình bị tâm tham tà kiến nó chi phối quá nhiều. Nhưng mà đến khi mình hiểu đó, cái mỗi hành động thiện được thiện bằng thân hoặc là lại nói, cái đó nó chỉ là thuần tí, nó là tám tâm đại thiện. Như cái phần bậc thánh A-la-hán mình tạm đẩy một bên, thì với mình thì nó chỉ là tám tâm đại thiện, thuần tí là tám tâm đại thiện thực hiện, chỉ có như vậy. Thì cố gắng mỗi lần làm thiện đã cố gắng nhớ cái đó, nhớ đây là hành động thiện được thực hiện bởi tám tâm đại thiện thôi. Thì lúc đó tâm tham tà kiến nó có cơ hội sanh khởi. Và chúng ta thấy là mỗi lần làm thiện mà mình hạn chế được cái tâm tham tà kiến này, nó đỡ lắm, nó cắt được cái đời sống luân hồi mình dữ lắm. Mặc dù tức là nó trợ duyên,
nói là các đời sống luân hồi thì nó cũng tại tâm đạo thì nó mới có khả năng đó, nhưng mà ít nhất nó là cái đó là cái trại duyên, cái trại duyên để mình loại bỏ được các loại tâm bất thiện. Tại thường khi mà mình bị tâm tham tà kiến chi phối rồi á, tâm sân nó dễ sanh khởi lắm, chỉ cần ai nói cái gì tí là mình sân lên liền, mình khó chịu liền. Là vì sao? Là mình đang bị cái tâm tham này nó chi phối rồi, cái bất thiện nó đang sanh khởi rồi, cho nên chỉ cần gặp một cái cảnh khác nữa, một cái cảnh khác nữa thì lập tức cái tâm bất thiện khác nó lại hỗ trợ cho nhau sanh khởi tiếp theo. Mà mình dễ bị. Rồi cái đó là cái nhị đề số 24. Bây giờ mình nhị đề số 25. 25 thì nãy mình có hai câu pháp, đó là cam ngôn với lại gì nãy mình, cam ngôn với cam ngôn với tiếp đãi. Cam ngôn với cam ngôn ngữ tiếp đại. Thì cái chữ cam ngôn ở đây đó là, trong Pali thì các ngài sử dụng cái chữ đó là sakhaliyan. Sakhaliyan. Bây giờ phần để mình đọc cái phần giải thích cái cam ngôn và tiếp đại của nhị đề số 25 này tí đi. Bây giờ ai đọc được đọc giùm sư cái phần này đi, rồi chúng ta sẽ nghe giảng tiếp. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Rồi. Ở đây thế nào là cam ngôn? Lời nói nào là lời nói gai góc, gút mắt, chăm chích người khác, gây gắt người khác, quanh hiềm hận, dẫn đến sự không yên tâm, từ bỏ lời nói như thế? Lời nói nào là không lỗi lầm, êm tai dễ thương, thông cảm đến tâm, lịch sự, vừa lòng nhiều người, hài lòng nhiều người? Lời nói, lời như thế, tức lời nói tế nhị, lời nói thân mật, lời nói không thô bạo trong tư cách nói ấy, đây được gọi là cam ngôn. Ở đây thế nào là sự tiếp đãi? Có hai sự tiếp đãi, là sự tiếp đãi vật chất và sự tiếp đãi pháp. Ở đây có một số người tiếp đãi là tiếp đãi bằng vật chất hoặc tiếp đãi bằng pháp, đây được gọi là tiếp đãi. Dạ thưa sư, con đọc rồi. Xong ạ. À. Thì đó là phần ngài giải thích ở trong trong chánh tạng. À, đây cái phần đầu của chúng ta đọc, nếu mà ta đọc không kỹ chúng ta dễ nhầm lẫn. Tức là lời nói nào nói gai góc, gút mắt, châm chích người khác, gai gắt người khác, quanh hiềm hận, dẫn đến sự không yên tâm. Cái này, cái phần này là cái phần lời nói mà mình phải từ bỏ, chứ không phải là mình nói như vậy nó là cam ngôn, mà cái đó là cái phải từ bỏ. Thì cái đoạn sau đó, chúng ta mới thấy là lời nói nào là không lỗi lầm, êm tai dễ thương, thông cảm đến tâm, lịch sự, vừa lòng nhiều người, hài lòng nhiều người. Lời nói như thế, tức là lời nói tế nhị, lời nói thân mật, lời nói không thô bạo trong tư cách lời nói ấy. Thì theo cái cách giải thích như vậy á, thì cái cam ngôn, lời nói cam ngôn ở đây nó cũng được xem như là lời nói thiền ngôn, Supa Stakwa Cha, được đề cập ở trong Hạnh Phúc Kinh. Yeah. Nhưng mà một lời nói mà đầy đủ năm chi thần giống như sư nói lúc nãy. Yeah. Giống như sư nói lúc nãy. Yeah. Thì tức là chân thật, hợp thời, dịu ngọt, có lợi ích và với tâm từ bi. Yeah. Nhưng mà liên quan đến lời nói này á, thì ở trong bài kinh Vương Tử Áp Phá Giá, bài kinh số 58 ở trong Trung Bộ, thì ở trong trường hợp đó Đức Phật ngài đưa ra 6 trường hợp mà mình nên nói hoặc là không nên nói. Và nó có thể được xem đó là và trong đó thì nó có những trường hợp đó là được xem là cam ngôn, nhưng mà những trường hợp đó là mình cần phải từ bỏ. Thì trong đó mình có trường hợp đó là lại nói không
không thành, không có lợi ích, người nghe không thích. Không thành, không có lợi ích, người nghe không thích. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái phần này là phần cái lời nói này phải từ bỏ. Cái trường hợp thứ hai đó là cũng là lời nói không thành, không có lợi ích, nhưng mà người ta lại thích. Ví dụ như là chúng ta xem một số trường hợp, chúng ta xem hài á, thật ra là cái lời nói đó là nó không thật, mà nhiều khi nó cũng không có lợi ích, nhưng mà người ta lại thích, lại nói vui. Người ta thích nói vui. Nhưng mà với Đức Phật thì vì đó là lời nói không thật và không có lợi ích, cho nên vẫn phải từ bỏ. Đó là hai trường hợp đầu. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba đó là lời nói thật nhưng mà không có lợi ích, người nghe cũng không thích. Nói thật không có lợi ích, người nghe người ta cũng không thích. Đây cũng là lời nói mà chúng ta cần phải từ bỏ. Rồi trường hợp thứ ba đó là thứ tư đó là lời nói thật rồi cũng không có lợi ích, nhưng mà người ta nghe thì người ta thích. Nói thật nhưng mà chỉ có điều là thật mà nó không có lợi ích gì, không có lợi ích gì, và vì nói thật cho nên người ta cũng thích. Thì cái trường hợp thứ tư này thì Đức Phật ngài vẫn không nói. Trường hợp thứ năm đó là lại nói thật có lợi ích mà người nghe người ta lại không thích. Thì trong và trường hợp thứ sáu đó là lại nói thật có lợi ích và người nghe người ta ưa thích. Cái trường hợp thứ sáu này là trường hợp đặc biệt nhất. Và chúng ta cũng không dễ chúng ta có được trường hợp này, mà trường hợp mà chúng ta gặp nhiều đó là trường hợp thứ năm. Đó là nói về trường hợp tốt, lại nói có thể được xem là cam ngôn, tức là nói thật và có lợi ích. Chỉ cái điều đó là nó sai cái hội chúng, đó là người nghe người ta không thích. Như thế nào là lại nói thật có lợi ích và người nghe mà người ta không thích? Ví dụ như là cái người chơi cờ bạc hoặc là cái người uống rượu, ví dụ vậy, thì họ được cảnh báo đó là cái việc uống rượu sẽ làm cho mình mất sức khỏe, mất đi cái trí nhớ. Người chơi cờ bạc là sẽ làm cho tiêu hao tài sản, dễ đánh mất cái hạnh phúc gia đình. Thì đó là lời nói thật và có lợi ích ngay ở trong đời sống hiện thực tế của mỗi người. Nhưng mà cái người mà người ta đã nghiện chơi những cái thứ này rồi, thì lúc mà mình nói như vậy thì sao? Người ta không thích. Thậm chí là chỉ cần thấy mặt mình là người ta đã bỏ đi. Thì đó là trường hợp. Thì Đức Phật ngài nói cái trường hợp thứ năm này á, thì ngài sẽ cân nhắc, nhưng mà thấy được thì ngài nói, còn không thì ngài cũng không nói. Và cái trường hợp này là cái trường hợp mà mình cũng phải cân nhắc rất nhiều, liệu vì nó có thể dẫn đến nguy hiểm cho mình khi mình nói. Ví dụ như là mình nói mình có thể mất người bạn, mình nói có thể mọi người sẽ xa mình. Cho mình phải cân nhắc để xem coi là nên nói hoặc là không nói, hoặc là nói trong trường hợp nào để mình có được lợi ích. Tại vì chúng ta thấy là một lời nói được xem là thiện ngôn á, nó không phải là nó chỉ là nói thật, nói có lợi ích không là đủ. Mà nói thật, nói có lợi ích mà phải gì? Phải hợp thời. Phải hợp thời. Nếu mà không hợp thời thì nó cũng nguy hiểm cho mình là người nói. Mặc dù mình nói là nói thật, nó có lợi ích mà nó không chịu nghe, là vì sao? Là vì nó không có hợp thời. Rồi thêm cái hai yếu tố nữa, đó là nói dịu ngọt và nói với tâm từ bi.
Cho nên chúng ta cũng để ý trong cái cách sử dụng lời nói, ngay cả trong là việc nói Phật pháp. Nếu mình thấy nó không hợp thời để mình chia sẻ thì cái tốt nhất là sao? Ngồi im lặng, tập ngồi im lặng. Tại chúng ta nhớ là trong bài Kinh Thánh Cầu số 26 Đức Phật ngài nói sao? Có hai công việc cần phải làm. Thứ nhất đó là đàm luận Phật pháp, thứ hai đó là im lặng của bậc thánh. Nhưng bây giờ mình thấy là cái việc mà đàm luận Phật pháp là nó không có hợp thời, thì bây giờ mình tập là gì? Tập ngồi im lặng, cái đó là cái tốt nhất, vừa an toàn cho mình mà cũng vừa an toàn cho người khác. Còn nếu mình nói mà nó không hợp thời á, nó vừa nguy hiểm cho mình mà nó cũng vừa nguy hiểm cho người nghe, khi mà người ta không thích thì người ta sẽ tạo có cái ác cảm, khiến cho họ tạo thêm cái ác nghiệp cho bản thân họ, thì đó rất nguy hiểm. Trong trường hợp Đức Phật á, những trường hợp đó ngày vẫn nói, nhưng mà với Đức Phật đó là khi ngài nói á, ngài nhắm đến cái mục đích đó là cái người nghe đó, để ví dụ trong hội chúng đó nó có nhiều người, và trong số những người đó thì có người nghe họ có thể chứng đắc được thánh quả, thì vì cái tâm từ bi để muốn tế độ người mà muốn chứng đắc được thánh quả đó, thì lúc đó Đức Phật ngài nói. Ví dụ như là trong trường hợp cái người cha người mẹ của Thư Hậu Magandhiya, mà trước đó là Thư Hậu chưa trở thành nàng Magandhiya chưa trở thành Thư Hậu của Đức Vũ Đề Tát, thì vì nàng Magandhiya là một người rất là đẹp, cho nên nhiều vương tư tôn công tử đi đến hỏi cưới là cha của cô luôn từ chối, vì và ông cứ nói là sao, các ngươi không có xứng đáng với con gái của ta, trong khi người ta sống. Mãi cho đến khi mà ông gặp được Đức Phật á, ông nói là cái người này mới xứng đáng với con của mình. Và ông thỉnh Đức Phật ở lại, rồi ông chạy về nhà, ông dẫn con gái của mình đến. Thì người dân làng trước đây mà họ nghe là ông này, ai tới cứ hỏi con gái mình là ông cũng chê là không xứng đáng với con của mình. Và bây giờ thì không biết là cái người thanh niên vẻ đẹp như thế nào mà ông này ông vừa lòng mà gọi người con của mình đi đến. Lúc đó người dân là họ cũng chạy theo để xem. Thì khi mà đi đến thì Đức Phật ngài để lại cái dấu chân, ngài chú nguyện để lại cái dấu chân, rồi ngài đứng một bên. Thì cái người vợ của Bà La Môn này ấy, thì vì bà biết một, tức là bà biết về cái cách xem tướng, cho nên nhìn thấy cái dấu chân của Đức Phật và biết là cái dấu chân này là cái dấu chân của một người đã đoạn trừ được tất cả các phiền não. Và trong đó cũng có đề cập đó là, nếu mà xưa nhớ kỹ lắm, nhưng mà các tử muốn xem, chúng ta có thể xem lại câu chuyện đó, tức là cái bàn chân như thế nào là bàn chân của người mà có nhiều tâm tham, bàn chân như thế nào là bàn chân của người có nhiều tâm sân, chân như thế nào là bàn chân của người có tâm si. Coi cái đó thì nó cũng hay. Dạ, sẽ coi hoài, nhưng mà lúc coi thì nhớ, nhưng mà bỏ lâu quá quên. Tức là lúc đi như thế nào đó là bàn chân của người đa tham, có tánh đa tham, đa sân và đa si. Cái đó cũng hay. Trong cái câu chuyện đó thì trong chú giải pháp Cô Kinh, bài kinh, tức là trong cái câu chuyện đầu tiên, câu chuyện mà Hoàng hậu Samavati á, nói câu chuyện đó rất là dài, tới hơn 100 trang. Thì chúng ta tìm cái đoạn mà ông Bà La Môn này dẫn con gái mình đi đến gặp Đức Phật á, thì nó có nói phần đó. Thì dù bà vợ ông nói như vậy, thì ông nói bà vợ bỏ cái giống cái nghề bói toán mà có được ba mớ của bà nó đi, tại ông quyết định là phải gả con gái mình cho được với Đức Phật, cho Đức Phật. Thì lúc đó thì khi mà ông gặp được Đức Phật thì ông mới nói với Đức Phật là cho con gả con gái mình cho Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật ngài nói rằng là
trước đó ngài chưa chứng đắc được thánh quả với cội cây bồ đề là có những người con gái của Ma Vương còn xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng mà còn không quyến rũ được ngài, huống chi bây giờ là ngài đã chứng đắc được thánh quả. Và ngài cũng cho biết đó là cái xác thân này á, thật ra cái xác thân này đó là bên trong á, nó chứa đầy những cái chất hôi thối, và nó được phủ bên ngoài đó là bởi cái lớp xương và cái phần xương và cái lớp da. Thì khi mà Đức Phật ngài nói như vậy thì cái nàng Magandhya này rất là giận với Đức Phật. Rất là giận. Giận đến nỗi mà nàng buộc oan trái với Đức Phật, đó là sau này có cơ hội là sẽ trả thù. Nhưng mà riêng hai ông bà La Môn đó, khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp như vậy là hai ông bà đã chứng đắc được thành quả. Thì đó là cái câu chuyện mà cái lời, tức là cái lời nói đó là chân thật, có lợi ích. Thì có người thích và có người không thích. Thì ở trong trường hợp đó thì Đức Phật ngày sẽ cân nhắc là ngày nói hoặc là không nói, nó tùy theo cái hội chúng. Và cái đó là cái khả năng của Đức Phật, mình không có được. Đức Phật ngày nhìn thấy được mặc dù cô này không thích, nhưng mà cha mẹ của cô là người khi mà nghe được cái lời nói đó là họ chứng đắc được thánh quả, cho nên Đức Phật ngài nói. Và chúng ta biết là cái nàng Magandhya này buộc quan trái với Đức Phật, đó là mãi cho đến sau này mà Đức Phật ngài cùng với Chư Tăng đi vào thành Kosambi để khất thực. Lúc đó là ngài tìm cách trả thù, đó là bằng cách mướn người chửi Đức Phật với lại Chư Tăng. Chửi đến nỗi là tôn giả Ananda đang chịu không nổi, mình bạch với Đức Phật, đó là Đức Thế Tôn, bây giờ mình ở đây nha, họ dân chửi mình quá, giờ mình đi chỗ khác chứ tội gì cả, đi hoài. Thì Đức Phật ngày này mới nói đó là nếu đi chỗ khác người ta chửi nữa thì sao. Thì tôn giả Ananda cứ nói là người ta chửi nữa thì mình đi nữa, cứ như vậy. Thì Đức Phật ngày nói không được, không được làm như vậy. Đức Phật ngày nói là cái chuyện gì mà nó xảy ra ở đâu thì cái chuyện đó phải được dập tắt trước khi mình đi đến nơi khác. Và bây giờ đúng vậy, bây giờ những người này đó họ chửi là vì hoàng hậu Magandhya đó là mướn họ chửi. Mướn họ chửi 3 ngày đưa bao nhiêu tiền đó, thì họ chửi đủ hoàng ngày, họ nghĩ họ đủ hoàng trái vì Đức Phật của Chư Tăng. Và có câu chuyện đó đã được, tức là mọi thứ đã được dập tắt sau cái 3 ngày mà hoàng hậu Magandhya trả tiền cho những người chửi đó, họ chửi đủ bao nhiêu đó họ nghĩ. Nhưng mà ở đây xin kể lại câu chuyện này để cho chúng ta thấy là cái lời nói mình chân thật có lợi ích đó, mà mình nói nó không hợp thời đó là nó nguy hiểm cho mình. Đó là chúng ta thấy là ngay cả Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, chứ đừng nói là mình là người phạm phu mà cái phước của mình có chút xíu. Chỉ cần mình nói không hợp thời thôi, là mình có không hợp thời với cái hội chúng mà đang có thôi, là mình cũng mệt. Mình cũng mệt, do đó là cần phải thận trọng. Cần phải thận trọng ngay cả trong lúc đó là mình nói Phật pháp. Còn cái tốt nhất khi mình thấy không ổn đó là tập giữ im lặng theo bậc thánh là tốt nhất. Thì đó là cái cam ngôn. Thì ở đây vì ở đây cái cam ngôn thuộc về cái lời nói thiện, mà lời nói thiện thì như vậy thì nó chỉ xuất hiện nó với người phàm phu và bậc thánh không học á, chỉ xuất hiện ở trong tám tâm, chỉ được thực hiện bởi tám tâm đại thiện. Và đối với bậc thánh A-la-hán thì đó là tám tâm đại tu. Rồi nhị đại 25 câu pháp số 52 đó là Patisantaro, là tiếp đãi. Thì ở đây liên quan đến sự tiếp đãi là mình có hai trường hợp, hai sự tiếp đãi. Thứ nhất là Amisa,
tí sanhara là sự tiếp đãi bằng vật chất. Thứ hai đó là thamma tí sanhara đó là sự tiếp đãi bằng pháp. Để trường hợp này chúng ta thường đi đến một nơi nào đó, đó là thường thứ nhất là chúng ta được tiếp đãi bởi vật chất, thí dụ như là cơm ăn, nước uống chẳng hạn, thì đó là cách tiếp đãi bằng vật chất. Dạ. Nhưng mà cái đương nhiên là mình, thí dụ mình đói bụng mà mình không có cơm ăn, đang khát nước, không có nước uống, thì để mình nghe, ngồi nghe pháp chắc mình cũng nghe không nổi. Dạ. Ngay trường hợp này chúng ta cũng thấy đã thấy ở trong cái câu chuyện pháp cú mà cái người thiền nam đang đi tìm bò rồi đi vào ở trong chùa gặp Đức Phật nghe đi thuyết pháp, ông ngồi nghe pháp thì Đức Phật này sai tôn giả đang lấy cái vật thịt cho cái người thiền nam này ăn vì ông ta đang đói, ông ngồi cũng nghe không có nổi. Dạ. Thì tức là cái tiếp đãi bằng vật chất á, thì nó cần phải có, cần phải có. Nhưng mà mình tức là mình có để mình sử dụng nó sống qua ngày, chứ mình đừng để cho nó bị, tức là bị ràng buộc, trói buộc mình. Ví dụ như là ăn thì phải ăn cho ngon, ví dụ vậy. Thì cái đó là mình bị trói buộc bởi tâm tham. Bị tâm tham nhiều khi nó làm cho mình bị khổ. Dạ. Nhưng là thí dụ như là chúng ta đi đến một nơi nào đó, chắc chắn là sao? Cái vật thực ăn uống nó sẽ không hợp với cái khẩu vị của mình. Cái chỗ ngủ nghỉ nó sẽ không được giống như cái chỗ của mình ngủ, nghỉ ngơi hàng ngày. Dạ. Thì nếu mà chúng ta không khéo được sao? Đi là ăn không được là một. Thứ hai là sao? Ngủ không được. Mình chỉ bị lệ thuộc vào cái đó. Thì chúng ta suy xét ở những trường hợp đó là mình cũng đang trói buộc bởi cái tâm tham, cái tâm chính mắt, cho nên mình mới bị chi phối bởi cái đó. Còn nếu mà chúng ta tập có gì ăn hay đó, hay người ta ăn được thì mình ăn được, hay người ta ngủ được, người ta ở được mình ở được. Thì tập cho cái, và cái đó là một trong những, tức là trong tám đặc tính để phân biệt đâu là lời dạy của Đức Phật, đâu không phải là lời dạy của Đức Phật á. Thì trong đó nó có trường hợp thứ 8, nó là gọi là Suphasratayya. Tức là trong đó nó có một cái đặc tính, đó là cái người mà tu tập đúng pháp đó là phải là người dễ nuôi. Tức là ăn sao cũng được, ở sao cũng được. Để mình không bị trói buộc. Thì đó là vật chất. Còn trường hợp thứ hai đó là trường hợp tiếp đãi là cao thượng hơn, đó là tiếp đãi bằng pháp. Tức là mình đi đến một nơi nào đó mà mình được nghe, mình được học hỏi Phật pháp, được người cái, ví dụ người chúng ta đi đến đi một buổi lễ trai tăng, ví dụ vậy, một buổi lễ trai tăng, thì cái buổi lễ trai tăng chắc chắn là có gì, đó là vật thực để tiếp đãi khách. Nhưng mà nếu mà trong cái buổi lễ đó mà có thêm được một cái việc, một bài pháp để mình nghe, mình hiểu biết thêm, để mình tu tập thêm, học thêm, thì cái đó là cái tuyệt vời nhất. Cho nên mà chỉ đi đến rồi ví dụ nhiều khi mình cắt tỉnh đi như vậy mất một ngày hoặc là mất một buổi, mà nếu mà chỉ ăn một bữa cơm rồi về như vậy thì nó quá uổng so với mình. Dạ. Thì nó có được việc nghe và học hỏi Phật pháp gì đó trong một cái buổi đó nữa, thì nó sẽ đem lại nhiều cái lợi lạc hơn cho mình. Dạ. Thì nói như vậy để chúng ta thấy là trong một cái buổi lễ, ví dụ như là mình là người thí chủ, dạ, thì bên cạnh chuẩn bị cái vật chất để mình tiếp đãi những người bạn đạo, thì cái cần thiết nữa đó là cái việc chia sẻ Phật pháp để mọi người đến tham dự, nếu mà họ có hùng phước với mình, đó là có được cái phước vật, rồi họ cũng
những cái việc họ đến tham dự đó mà họ được nghe pháp. Và nhiều khi cái việc nghe pháp đó chỉ một lần hai lần gì đó mà họ đủ nhân duyên có thể giúp họ trở thành những người Phật tử và những người hộ độ tam bảo một thời gian lâu dài vì sao. Đây nhớ cái câu một cái Phật ngôn mà Đức Phật ngài nói đó là tham đa năng chinati, tức là pháp thí thắng mọi thí. Là vì sao? Là vì các tử thấy là tất cả các thiền sự mà các tử mình làm xuyên suốt trong một thời gian dài, làm với tâm hoan hỷ, là phần lớn nó là khi mà chúng ta nghe và học hỏi, hiểu được Phật pháp, ứng dụng được Phật pháp trong đời sống của mình. Ai có làm gì mình cũng rất khó dao động. Còn nếu mà mình chỉ làm với niềm tin vui vui, thấy người ta làm theo, chúng ta làm không bao, làm được thời gian cái mình chỉ cần gặp cái trở ngại gì đó trong đời sống tí là chúng ta quăng bỏ liền. Nhưng mà với người Phật tử mà chúng ta được nghe học hỏi hiểu biết Phật pháp, có ứng dụng Phật pháp ở trong đời sống, thì cái mọi cái thiền sự mà làm nó được duy trì được lâu dài, rất khó để từ bỏ ngay. Thì đó là nói về hai cái sự tiếp đãi. Sư, Santaro, Santai, hình như có hai chấm ở dưới, N với T. Tiêu đề sư. Bất tí Santaro. Má với ta. À, cái chữ này nó thiếu. Wow. Cái này để xem lại, tại nhiều khi nó có hai, để coi ở trên thì có biết. Tại vì khi nó có hai cái cách biết. Để xem lại cái. Ở đây chúng ta thấy là người ta biết không có chấm. Nó có hai cách biết. Cái này để đó đi. Để coi lại. Nếu mà có hai cách biết thì mình sẽ chỉnh sao. Không thì cứ lấy. Vì chi pháp, cái sự tiếp đãi mà để mình làm được tốt, dù tiếp đãi về vật chất thì nó cũng phải làm bằng tâm thiện. Cũng phải làm bằng tâm thiện thì mình mới làm được. Ví dụ như là cái cách chào hỏi chẳng hạn, để mình chắp tay mình chào hỏi, sai chào nhau chẳng hạn, thì cái đó nó cũng phải làm bằng tâm thiện thì mới làm được. Cái đó là đối với cái bậc phàm phu và bậc thánh hữu học. Còn với bậc thánh A-la-hán là bằng tâm đại tụ, vẫn các ngài vẫn phải tiếp đãi ha, vẫn làm cái việc tiếp đãi này vẫn bình thường. Nhất là tiếp đãi việc pháp thì các bậc thánh lại càng năng nổ hơn. Thì đó là nhị đệ số 25. Rồi bữa nay thì mình tạm học bao nhiêu đây ha, thì sau chúng ta sẽ học tiếp. Rồi xin trả mic lại cho Trung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú. Dạ, chúng con xin kính tri ân sư để dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe và ăn vui ạ. Dạ, bây giờ xin mời chị Tịnh Hạnh, đại diện lớp, đọc thời kinh hồi hướng phước kính chư thiên. Xin mời chị ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt quý cô tu nữ, quý học viên trong room hồi hướng phước báo của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Punyang no Anumodan Tuchirang Rakhantu Sasanang Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Punyang no Anumodan Tuchirang Rakhantu no Karo Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Bồn nhãn nô anu mô đam tu chi răng ra khăn tu nhá ta yô a ca sa tha cha phâm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đam tu chi răng ra khăn tu pa ni nô a ca sa tha cha phâm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đam tu chi răng ra khan tu nô sa đam
idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sa thú. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con kính thỉnh sư, quý cô tu nữ cùng quý vị ở lớp nghỉ ạ.